Chào các bạn nha. Sáng nay là sáng nay chủ nhật, mình ra thăm vườn lại xem lại cái vườn dừa của mình, coi tình hình trong tuần qua nó có gì thay đổi không, nhất là những con đuông nha anh bạn. Mình chỉ sơ hở một xíu là đuông nó có thể tấn công, là nó làm cho hư cả cây dừa luôn. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài mình kiểm tra lại coi thế nào ha. Tình hình bây giờ là nếu mà lơ là coi như là mất một cây dừa, mà trong vòng mình trồng được mấy mùa mưa mà để mất một cây dừa thì uổng lắm. Hãy bắt cầu phải trồng lại một cây thì rất là tiếc ha. Đây mình đang ngồi dưới gốc mít nè. Mít này là mình hồi đó mình ăn mình ương, thấy hộp ngon lắm. Mình ương nè, nó đeo một trái buồn, mình thấy được cuốn rồi, nó đeo tới 5 trái rồi. Hồi lúc trước một trái nó hái rồi đó. Mít này rất ngon nha, mít hạt nha, rất ngon. Bây giờ mình sẽ ra ngoài mình nè, đi ra ngoài mình kiểm tra lại, kiểm tra lại coi cái tình hình của cái cây dừa của mình thế nào ha. Ở đây nó hết lúc trước mình qua chuông sen đủ quá anh em ơi. Chuông sen này khá là lớn nha, tép luôn. Nó là tự nhiên là không có ra không được. Đúng đúng. Được hai chuông sen. Đó, tình hình là chặt chân gì đó. Xuống hái sen mình phải đau chân. Sen của mình nè anh em. Sen của mình trồng mà từ trong chổng lúc trước còn công mấy đó không á. Giờ nó đang khá là nhiều. Giờ anh em đi dạo vòng. Ấy da, ấy da. Đau chân chứ ta. Ôi, cổ mới nhảy xuống. Nhà sớm lắm dỗ gì. Chân mình bị bước xuống cái nó bị chật đau quá ta. Chung là tình hình bên đây clip này là ok, không có gì đáng ngại hết. Đây mình có trồng được mấy cây điều lúc trước mình ương hộp á. Đây có mấy cây vườn ương hộp nè. Đây là nói chung là mấy cây dừa của mình nó cũng ổn hay anh em. Đó, mấy cây dừa mã lai nè, ổn hết không? Nói chung là mình thường xuyên ra thăm vườn thì có cái gì đó mình cũng hỏi mình xử lý. Đây mình có đồ xử lý hết. Để phát triển nè, sâu đục thân, rồi rầy xẹp rồi mình làm được hết á. Có thuốc nào để lại để cho anh em coi cái bông sen đẹp quá đẹp. Đây. Bông sen này ha, có một con diễn đeo đây, nở rồi ha. Đó. Có mấy cái lúc sen ở sau rất là đẹp. Dẫn anh em đi vòng. Lâu lâu mình mới selfie vậy chứ thường thường mình quay ở trước không, mình đi ít selfie đó. Đi gì có thể làm cho cái quá trình quay phim nó không đẹp, tại vì nó bị lên xuống đó, rung làm cho nó bị xấu. Wow. Đây có vườn sen anh em ơi. Có mấy vườn nữa. Đây. Đây. Hơi già xíu ha. Đấy rồi. Không ra thăm. Hồ gương này ngon nè. Gương này ngon nha, cả bã luôn. Đó, mình để đây chứ mình vô mình lấy. Đi tiếp dòng nữa đi. Này, con này đuôn bị xè cắn. Để cho cây dừa nó hư rồi mình xử lý thì nó trồng lại một cây thì nó mất thời gian. Nó cũng hai mùa mưa rồi chứ không hết nổi gì đâu. Bên đây sen cũng hơi tàn tạ vô nha xíu. Có mấy cái vườn sen lớn này nè. Đó. Hai cái loại. Để mình coi mình có thể loại ra được. Cách thái luôn. Đây.
luôn chà bá luôn. Ok. Rồi, đi tiếp. Ok. Thơm, thơm. Nó vô thương bự rồi nhá. Nè anh em thấy mấy này có mấy cái gương mà chuột nó lên giúp anh em ơi. Chuột nó leo này ăn được không? Mình không hiểu nổi luôn. Cây sen gì mà chuột lên ăn được. Lên nó không ngã, cắm đầu. Gãy chân gãy tay nó sao mà leo nó ăn được. Nói chung là tình hình cũng ổn. Xe này hái đỡ đâu rồi ta? Đây. Wow, được ra. Như đây xe nha anh em, xe lớn lớn không à. Đây, 2, 4, 6. 6 cái gương xe khá lớn nè. Dầm đi tiếp vô một vòng nữa. Đi vòng qua đây có gương không? Đây cũng có một gương nhỏ để nó đi. Đây, có mấy bông lục bình mà bữa mình hái mình chấm mắm đậu nè anh em. Lục bình ở nhà luôn nha, trong cái đợt cái mương của mình luôn. Cho lọc nước á. Bình nó ăn ngon lắm á. Đây, đi tiếp vô đây. Tiếp vô trong cái đây. Mình sẽ cho anh em thấy mấy cái trái mít vào bữa. Hái. Ở đây mình có cái mít nè, nó bị ngã nè. Nè anh em. Cái mít này hổm dòng chó ngã. Mình trồng hộp luôn nha. Ăn ngon lấy hộp luôn. Trong gió ngã nó ngã qua đây lên được 1 chi, 2 chi, 3 chi, nó dựng mấy chi trên đó có trái anh em. Đây mấy cái chi nhỏ đang đeo trái nè, 4 trái nha. Đây còn bữa ở đây hết cả hai cũng 4 trái mà mình hái hết 2 trái rồi nè, còn 2 trái nha anh em. 2 trái mít này nằm dưới đất luôn nha. Đó mà cái cây này là cây ngã nha, cái này nó ra trong cái thân mà. Đó, mình để mình canh cái này già mình hái vô, nó muốn rụng cái lá đài nè, lá đài của nó muốn vàng nè, muốn rụng rồi nè. Rụng nó đài là mình vớt vô. Mít thì rất ngon nha nè. Bữa anh hái một trái vô không biết ai bá mất tiền. Bên đây tình hình cũng tương đối ổn. Sen nở quá đẹp anh em ơi. Sen nở quá ok luôn. Đó. Có con ong nó bay. Điên dòng nữa. Điên dòng cũng khá là trưa rồi. Sớm tin ra sớm. Sầu quần, sầu quần. Giờ đây cũng khá là nắng. Ở đây mình có một cái cây này là giống như cây gì mình không biết ha. Đó, chín rồi. Mình thấy hay mình để lại. Giống cây sung quá. Không phải. Không có ngọt. Bên trong màu vàng. Biết cái gì chưa biết mà nếm thử thấy cũng được. Thấy hay hay để lại mốt mình có thể mình bướng vô giao lưu. Nó dầm dầm vô anh em ơi. Bên đây là sen khá nhiều bên đây mình. Cái giải bên đây là mình còn mấy nếp nếp sen ngon. Tóc tai để dài quá anh em, phủ phủ. Wow, bất ổn anh em ơi. Tôi không thấy. Đây đây. Tên tấn công rồi. À, tình hình đây cây này nè, tấn công lúc nào đây. Thuốc ra mình bơm vô luôn. Mình sẽ lấy thuốc ra mình lấy bình thuốc ra mình bơm vô luôn. Rồi, rồi đi. Vô đi. Lâu lâu ra thấy ăn cây cái buồn chứ buồn. Để xử lý đó. Xử lý cũng được. Vì cuộc sống mưu sinh kinh tế mà. Ok, mít có đó của mình. Lên đường.
Mới thầy trồng gần cả chục năm mà nó bị èo quá. À, đây, thôi thu hoạch trước là phẩm mình vô đi. Đây mình được 6 cái gương sen khá lớn, đem vô mình cho con mình đi rồi mình ra mình xử lý. Rồi kết thúc clip ở phút thứ 38 đi ha. Em thấy những cái gương sen của nhà mình